Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đi Review, lại mình An Trần đây. Và như các bạn có thể thấy, mình đang cầm trên tay một chiếc Samsung Galaxy Z Flip 3. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về nó, chúng ta sẽ nói về chiếc Samsung Galaxy Z Flip 3 phiên bản Flex Your Way hiện tại được Samsung ra mắt tại thị trường Việt Nam với 900 suất thôi. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái phiên bản đó và phiên bản thường này nó sẽ khác gì nhau nhé. Và hiện tại thì di động thông minh đang có chương trình đặt hàng trước với cái mức giá vô cùng ưu đãi. Thế nên là hãy tìm hiểu trong chương trình đó có cái gì luôn nhé. Còn bây giờ bắt đầu video thôi. Samsung Galaxy Z Flip 3 là một trong số những cái mẫu máy flagship bán chạy nhất của Samsung trong năm vừa qua. Vậy thì Samsung sẽ làm những gì trong phiên bản Flex Your Way mới? Chúng ta đã có thêm cho mình đó chính là một cái thiết kế gần như là y hệt so với cả chiếc Samsung Galaxy Z Flip 3. Chính xác là nó là y hệt luôn đấy, và chúng ta đã có thêm cái phiên bản màu tím mộng mơ. Wow, thực sự rất là đẹp luôn. Và chúng ta có thêm những cái phụ kiện khác, ví dụ như là ốp lưng này, dây buộc tóc này, dây đeo tay này, và có thêm cả những cái loại chỉ dành cho chiếc Flex Your Way thôi. Thế nên nó sẽ là một cái phiên bản để có thể chúng ta nhận biết được là chiếc máy Flex Your Way và phiên bản máy thường. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì với cả cái chiếc chế gập như này, có rất nhiều người đang bảo mình là nếu mà khi mà chúng ta gập thành hình hộp phấn như thế này thì chúng ta sẽ phải có thêm cho mình những cái dây đeo các thứ, đúng không? Và năm nay thì Samsung đã làm điều đó rồi, và chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phụ kiện để chúng ta có thể hướng tới đối tượng người dùng là những quý cô với gu thời trang cực kỳ sành điệu. Và ở những cái trang bị thành phần khác thì nó cũng không có khác biệt quá nhiều so với phiên bản thường. Ở Samsung Galaxy Flex Your Way chúng ta đã có một màn hình y hệt như là chiếc Samsung Galaxy Z Flip thường, với một màn hình 6.67 inch. Đây là tấm nền Dynamic AMOLED 2X và sẽ có độ phân giải là Full HD cộng. Ở đằng sau ta cũng sẽ có cho mình một cái màn hình 1.9 inch, và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cái màn hình này để chúng ta làm màn view cho cái phần camera này. Chúng ta có thể sử dụng camera này như là camera selfie luôn và nhìn trực tiếp lên nó để chúng ta có những cái bức ảnh được chụp với độ phân giải rất lớn. Ở đây chúng ta được sở hữu cho mình đó chính là cụm camera kép với độ phân giải là 12 megapixel, một camera chính 12 megapixel này và một camera góc siêu rộng cũng 12 megapixel luôn. Và cái điểm tương đồng nữa đó chính là về phần cấu hình. Khi mà chúng ta được sở hữu cho mình con chip Snapdragon 888 vô cùng mạnh mẽ, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, rất là giống với cả phiên bản Samsung Galaxy Z Flip thường, đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nói đến cái phần chương trình đặt hàng của chiếc máy này nhá. Thì với phiên bản Samsung Galaxy Flex Your Way, hiện tại Samsung đang để giá là 24.990.000. Tuy nhiên là khi mà các bạn mua tại di động thông minh thì các bạn sẽ hoàn toàn được giảm ngay 2 triệu đồng cho khách hàng mới đặt cọc sản phẩm và nhận hàng trong thời gian chương trình. Chương trình áp dụng đồng thời với cả chương trình giảm giá 3 triệu đồng cho sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip 5G. Và ở đây chúng ta đã được có chương trình hoàn tiền 100% cho tiền đặt cọc, tối đa là 1 triệu đồng, ưu đãi cho khách VIP đặt hàng trước tại di động thông minh. Chương trình này sẽ được áp dụng đồng thời với trả góp 0% qua nhà tài chính hoặc là thẻ tín dụng ngân hàng từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Chương trình cũng sẽ áp dụng đồng thời với cả chương trình dịch vụ phòng trừ hạ thương gia tại sân bay từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Và khi mà các bạn đã mua cả chiếc máy này rồi thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ ốp lưng và bộ phụ kiện ngẫu nhiên. Và để cho các bạn có thể rõ ràng hơn về cái thời gian đặt hàng thì hiện tại di động thông minh đang nhận đặt cọc từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 và thời gian trả hàng từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Cho nên là hãy nhanh tay lên nhé, bởi vì hôm nay đã là ngày 24 rồi, thế nên là hãy đặt cọc tại di động thông minh. Ok, và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói về chiếc Samsung Galaxy Z Flip 3 phiên bản Flex Your Way từ nhà Samsung. Vậy như là hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn tìm hiểu được rõ cái sự khác biệt giữa Samsung Galaxy Z Flip 3 phiên bản Flex Your Way và phiên bản thường nhá. Và với một cái mức giá đâu đó khoảng 24.990.000 và có chương trình giảm giá đến từ di động thông minh lên tới là 10 triệu đồng thì mình nghĩ là các bạn không nên bỏ qua cái deal này, bởi vì thực sự đây là một cái deal cực kỳ hời luôn. Và link của chương trình thì mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới các bạn kiểm tra nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai nhé. Mình là An, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.